vâng xin chào các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với SOLA 24 giờ và hôm nay trong video này thì SOLA 4 giờ sẽ giới thiệu tới các bạn phần mềm là Helioscope à đây là một phần mềm chuyên thiết kế về điện mặt trời và so sánh với các phần mềm trên thị trường chẳng hạn như là PVsyst hoặc là PVsolar thì Helioscope nó lại chạy trên nền tảng là online À, tức là bạn sẽ truy cập vào website của Helioscope để chúng ta thiết kế thay vì phải cài đặt trên máy tính như Pv6 hoặc PVsoi. rồi ok thì phần mềm Helioscope để chúng ta có thể xem được một số thông tin về phần mềm này như sau à. Thì bạn có thể thấy đây là giao diện chính của phần mềm khi mà chúng ta vào phần thiết kế này. Chúng ta sẽ xem một số thông tin sơ bộ về phần mềm này nhé. Trước khi chúng ta đi vào phần thiết kế hệ thống demo. Rồi thì ở đây, các bạn có thể thấy là Helioscope nó tập trung vào những tính năng sau này. Thứ nhất, đó là nó sẽ thiết kế toàn bộ trên giao diện 3D. Cái thứ hai, đó là nó xuất những báo cáo sản lượng và tính toán độ heo hệ thống thì nó cũng khá là tương tự so với PVSIT và PVSOI rồi cái thứ ba một điểm khá nổi bật của phần mềm này đó là nó giúp bạn xuất được um, cái sơ đồ đơn tuyến của hệ thống à, tức là bao gồm cách đấu nối này rồi các cái thiết bị đóng cắt bảo vệ CB dây dẫn Uh, inverter vân vân và cái cuối cùng đó là phần tính toán độ bóng thì um, Helioscope nó có một cái đặc điểm đó là nó sẽ phân tích phần trăm gây độ bóng à, và giúp bạn điều chỉnh cái phần trăm đó giảm xuống bằng cách đưa ra các cái khuyến nghị à, để loại bỏ các cái tấm pin mà nó ảnh hưởng. Đó, thì tí nữa chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần này trong À, cái bản dự án demo Đồ, ok à, Chúng ta sẽ xem ở đây Thì một giới hạn của Helioscope đó là Nó chỉ hỗ trợ Tối đa là 5MW Và khi các bạn thiết kế các hệ thống lớn hơn á, Thì chúng ta phải sử dụng PBC hoặc là pvsoi. Rồi ok Thì ở đây là Cái mức giá hiện tại Mà đơn vị là For some lab này Tức là nhà sản xuất Helioscope á thì họ có hai phương thức để chúng ta thanh toán à, sử dụng phần mềm này. Đầu tiên là chúng ta thanh toán theo năm thì họ sẽ tính là 79 đô trên một tháng à, hay là 950 đô trong một năm. Và cách thanh toán thứ hai đó là bạn chỉ sử dụng theo tháng thôi. Thì cái mức phí nó sẽ cao hơn một xíu đó là 95 đô trong một tháng. Ok. Vậy chúng ta đã đi qua được những cái tính năng à, mà helioscope tập trung vào cho khách hàng và cái thứ hai đó là cái mức giá mà helioscope đang để à, cho người dùng Độ, ok bây giờ chúng ta sẽ đi vào việc thiết kế một hệ thống demo ở trên phần mềm helioscope Độ, ok thì bước đầu tiên à, các bạn sẽ vào trong một project này uh, giao diện chính à, và có một điểm nữa là đó là um, Helioscope nó có tính năng cho người dùng dùng thử trong một số lượng ngày nhất định à, thì khi bạn đăng ký vào Helioscope nó sẽ mở toàn bộ tất cả các tính năng cao cấp nhất à, và khi mà bạn hết cái lượng ngày mà sử dụng thử đó thì nó sẽ giới hạn toàn bộ tính năng và bắt buộc bạn phải mua bản quyền để có thể sử dụng tiếp nhằm thiết kế cái dự án ở trên phần mềm này. Rồi ok. Thì để bắt đầu làm một dự án mới thì bạn sẽ vào mục này New Project. Ok, chúng ta sẽ đặt tên cho dự án này, chẳng hạn nó là demo 1 ha. Rồi tiếp theo bạn sẽ lên Google Map và chúng ta tìm cái địa điểm mà bạn đã đi khảo sát về chúng ta có địa chỉ và kinh độ vĩ độ đó thì chẳng hạn như bạn đi khảo sát bạn đánh dấu trên Google Maps cái địa điểm chúng ta lắp đặt là tại đây đi à, ví dụ như vậy thì bạn sẽ copy cái kinh độ và vĩ độ này nó sẽ là sau chữ A còng à, cho đến trước cái dấu phẩy thứ hai bạn thấy không ạ đây là dấu phẩy thứ nhất này và đây là dấu phẩy thứ hai thì bạn sẽ copy cái phần này, chúng ta sẽ được kinh độ và vĩ độ tại địa điểm lắp đặt. À, bạn sẽ copy nhé. Copy này, sau đó chúng ta dán vào một địa chỉ. Rồi, thì bạn sẽ thấy ngay lập tức Yellowscope nó sẽ nhảy về cái địa điểm mà chúng ta nhập vào. À, thì bạn giữ control nhé, sau đó bạn dùng con lăng để chúng ta phóng to thu nhỏ à, và với mục đích cuối cùng là chúng ta đưa cái tâm này này bạn thấy cái tâm chữ thập á nó vào trung tâm của khu vực lắp đặt à tại vì cái hình ảnh này thì tí nữa bạn sẽ dựng cái mô hình 3D và nếu bạn để nó ở trung tâm á thì khi mà bạn xuất báo cáo nhìn nó sẽ cân đối cái thứ hai là trong quá trình bạn thiết kế nó sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta dựng các cái khối hình ở trên mô hình uh, chụp trên bản đồ này. Rồi, ok. Um, ở đây thì chúng ta có một vài lựa chọn. Đó là phòng bơ số hệ thống. Uh, uh, thường thì chúng ta sẽ chọn là residential, tức là bạn thiết kế cho um, cá nhân này, và thiết kế cho những đơn vị riêng dân dụng Thì chúng ta sẽ chọn là residential. Um, và những cái này thì nó mang tính chất là để phân loại thôi còn chủ yếu cái phần quan trọng là khi mà bạn vào bạn cấu hình hệ thống này rồi bạn chọn tấm pin inverter vân vân thì cái đó mới thực sự quan trọng còn ở đây thì mình sẽ để là default nhé default residential tức là chúng ta lắp đặt dự án <laughs> mang tính chất là um, cho cá nhân rồi sau khi chọn những phần này xong thì chúng ta sẽ nhấn là create new project rồi, thì bạn sẽ thấy nó trả cho bạn về giao diện này. Và khi mà tới giao diện này rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào những cái thiết kế. Thì để tạo một thiết kế mới, chúng ta sẽ chọn là new. À, bạn đặt tên thiết kế này nhé Ở đây thì mình sẽ để mặc định đó là design một Và chúng ta nhấn vào create ở new design. Bắt đầu um, Helioscope nó sẽ nhảy vào một cái giao diện khác. Đó bạn thấy cái hình ảnh màu nãy bạn chọn nó sẽ hiện lên. đồng thời là chúng ta có cái bảng công cụ bên đây. À, chúng ta sẽ có bốn thành phần chính. ở đây cái thứ nhất này là mechanical đó là um, công cụ để giúp chúng ta bố trí tấm pin trên mặt bằng này. rồi cái thứ hai đó là keep out đó là giúp bạn xác định những cái vật thể gây độ bóng um, trong khu vực lắp đặt để phần mềm Helioscope nhận dạng và tính toán lại cái phương thức lắp phương thức bố trí tấm pin cho nó phù hợp. Rồi cái thứ ba đó là electrical là phần lựa chọn inverter này, rồi thêm các combiner box hoặc là kích thước dây dẫn, cách bố trí um, các string như thế nào. Đó là phần electrical và phần thứ tư advanced thì chúng ta sẽ sử dụng tính năng chính của nó đó là phần đinh tính toán độ bóng độ ok thì với cái dưỡng này đầu tiên bạn sẽ xác định cái khu vực mà chúng ta lắp đặt tấm pin à, bằng cách như sau chúng ta sẽ dựng cái khối à, chúng ta sẽ nhấn vào trong phần new này thì lúc này bạn thấy cái đầu của con trò chuột nó sẽ có một cái chấm màu xanh à, và nhiệm vụ chấm màu xanh đó là xác định những cái điểm bao xung quanh khu vực lắp đặt bạn sẽ tiến hành thao tác như sau đầu tiên bạn sẽ nhấn vào một điểm ở trên đây này bạn nhấn trái chuột rồi thì bạn thấy nó sẽ có một cái đường biên và chúng ta tiếp tục nhấn vào những cái điểm còn lại đây sẽ nhấn vào đây nhé chẳng hạn như ví dụ này chúng ta chỉ lắp trên cái máy lớn này thôi các bạn ha đó thì khi mà chúng ta muốn bao cái đường này lại chúng ta chà nó về cái điểm đầu tiên thì bạn sẽ thấy là gì những đường bao này nó sẽ hiện lên một cái màu xanh lá cây à, và khi hiện lên màu đó bạn nhấn trái chuột một cái nữa rồi thì bạn thấy helioscope nó sẽ làm hai thao tác thứ nhất nó đánh dấu khu vực này là lắp đặt tấm pin cái thứ hai đó là nó sẽ phủ những tấm pin lên phun cái khu vực này à. rồi thì nhiệm vụ tiếp theo của bạn á là bạn sẽ chọn loại tấm pin mà bạn sẽ sử dụng Ví dụ ở đây chúng ta à, dùng một tấm của Zinco ha. Rồi, chẳng hạn như Zinco. Chúng ta chọn tấm Zinco 440 đi. Rồi, Zinco 440 dòng này. Đó. Và tiếp theo thì bạn sẽ xác định à, về cái đây về cái này à, đó là cái cao độ của mặt bằng lắp đặt này à, trong ví dụ này thì chúng ta à mình đang ví dụ nhé cái này cái sự này là mái tôn tuy nhiên thì chúng ta sẽ giả sử à chúng ta giả sử nó là một cái mặt bằng bê tông à, để chúng ta hiểu được những cái cốt lõi cái đơn giản nhất ở trên helioscope À, và từ những cái đó thì bạn có thể xử lý những dự án là hai máy ba máy nó sẽ hết sức bình thường ok chúng ta sẽ chốt điểm vậy nhé đây là à, một cái hệ thống và bạn à, tưởng tượng nó đang lắp trên cái máy là máy bê tông rồi và ví dụ như cái máy bê tông này thì chúng ta sẽ cho cái độ cao của nó này ví dụ cái xưởng này nó cao khoảng là 10, à, 10 mét nhé rồi thì khi mà bạn chọn xong á, bạn nhấn ship sau đó bạn xoay cái à, bạn nhấn chuột trái và bạn đây bạn nhấn chuột trái này bạn giữ và bạn xoay á. đó thì bạn thấy không ạ nó sẽ có tạo ra một cái hình khối à, và chúng ta thấy là đây ra có cạnh cao cạnh thấp thì để xử lý cái vấn đề này á bạn vào racking này sau đó bạn chọn fix still racking đó thì lúc này nó sẽ thành một cái mặt phẳng và các tấm pin của chúng ta là đang bố trí ở trên mặt phẳng này. rồi ok chúng ta quay trở lại cái giao diện trước đó à, bằng cách là bạn nhấn vào recenter view. ok à, tiếp theo chúng ta sẽ muốn là các tấm pin này à, nó sẽ bố trí song song với một cạnh à, chứ nó không để như vậy như vậy là đang để về nghiêng về hướng nam đúng không ạ thì sản lượng về mặt sản lượng nó là tối ưu nhất tuy nhiên về mặt thẩm mỹ thì chúng ta sẽ thấy nó nó sẽ không được bắt mắt cho lắm bằng việc là các bạn bố trí sao cho nó song song với các cái cạnh này ok thì chúng ta có cách như sau đó là bạn rê chuột vào trong những cái điểm trung tâm này, này. Đó. rồi khi tới điểm trung tâm, bạn nhấp phải vào. Sau đó bạn chọn này, bạn theo, set azimuth này. Đó, khi bạn nhấn vào, thì bạn sẽ thấy là ngay lập tức Helioscope sẽ tự động căn chỉnh lại các cái tâm pin. Bạn thấy không ạ? Rất nhanh. Rất nhanh, chúng ta đã có một cái bố trí mới và nó song song với cái hướng mái này, đó là hướng Tây Nam. Và nó cũng là cái hướng mà... À, sẽ đón được nắng tốt nhất So với các hướng Của các cạnh còn lại Rồi, Ok chẳng hạn như đây là đông nam à, Nhưng mà nó lật nam khá là nhiều Còn đây tây nam Mà nó sẽ sát với hướng nam hơn Đó, Nên là bạn sẽ à, Chọn cái phần này Rồi chẳng hạn như ví dụ à, Bạn thích nó quay hướng đông nam Thì bạn rê chuột vào điểm giữa này nhé Rồi bạn nhấn vào set azimuth Đó bạn thấy nó sẽ sắp vào đó chẳng hạn bạn xoay cơ hướng này đó nó sẽ sắp xếp lại rồi bây giờ mình sẽ đưa về phương án cũ nhé đó và tiếp đến đấy thì bạn sẽ xác được... định à, cái góc nghiêng cho các cái, cái tấm pin thì ở đây chúng ta sẽ thường là chúng ta để là từ 11 tới 15 độ đúng không ạ thì chẳng hạn như trong ví dụ này mình để là 13 độ rồi sau khi chỉnh cái góc nghiêng đây bạn giữ ship nhé bạn giữ ship bạn xoay nhé rồi chúng ta thấy này à, cái này thì hiện tại tấm pin nó đang nghiêng về hướng bên đây chúng ta sẽ ở lại lại nhé bạn nhấp phải vào đây này set azimuth này đó rồi chúng ta xoay thì bạn thấy đây này đó các tấm pin nó đang nghiêng và cái góc này sau theo như chúng ta Điền vào Thì nó sẽ là 13 độ Rồi Thì cái vấn đề tiếp theo á Bạn thấy là những cái hàng pin này Nó đang rất là sát nhau Thì một câu hỏi là Nó sẽ che bóng lên chứ À Và lúc này chúng ta sẽ Đi tới cái bước đó là Xác định cái khoảng cách Giữa các cái hàng pin này à, Sao cho nó tối ưu nhất Nó giảm che bóng mà vẫn bố trí được tối đa số lượng tấm pin trên mái này à, thì các bạn làm sẽ như thế nào? À, chúng ta sẽ vào cái mục là thay mọc đây như các bạn. Đó. và bạn chọn xây thì mình sẽ giải thích sơ cái cái thông số trên đây nhé. tức là nó sẽ cho chúng ta set hai cái khoảng đầu và cuối ở trong ngày mà bạn không muốn các tấm pin bị che bóng à, ví dụ như đây chúng ta xét là từ 10 giờ này tới 2 giờ chiều là cái khoảng mà bức xạ mặt trời đang là tốt nhất à, thì bạn có thể chỉnh xét lại các cái, cái, thông số ví dụ đây có thể chỉnh thành 8 giờ hoặc là có thể chỉnh thành 4 giờ chiều à, tuy nhiên thì nếu như chúng ta chỉnh nó Ờ. À, cái số này nó sớm quá và số này trễ quá thì rất có khả năng chúng ta sẽ phải bỏ rất là nhiều tấm pin đi trong trường hợp những máy bị ảnh hưởng của bóng nhiều. À, còn ở đây thì về đa phần chúng ta để mặc định là từ 10 giờ tới 2 giờ là đã ok rồi. Thì bạn sẽ thấy này nó sẽ xác định cái row spacing tức là khoảng cách giữa các hàng pin đó. Đó khoảng cách nó là nửa mét, 0.5m là được là các tấm pin sẽ không bị đổ bóng từ 10 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều. Rồi thì bạn nhấn xây. Lúc này bạn thấy Helioscope tự động điều chỉnh các hàng pin này. Bạn thấy không? Chúng ta trở lại giao diện chính. Đó bạn thấy lúc này chúng ta đã có các hàng pin nó đã được tách ra với khoảng cách là 0.5 m. Ok. Rồi tiếp theo chúng ta có một cái phần hỗ trợ nữa đó là cái mục set bắt này à, thì bạn thấy ví dụ như ở đây mình điền 2 mét vào thì bạn sẽ thấy là từ cái biên mà bạn đánh dấu đầu tiên á, khu vực lắp đặt tấm pin nó sẽ đi vào 2 mét à, và nó sẽ loại bỏ toàn bộ các tấm pin mà nó nằm trong cái cái khu vực đó, đó phần set bắt này cách rất là nhanh khi mà bạn muốn à, muốn trừ biên cho các khu vực lắp đặt này. Rồi ok, ở đây thì mình sẽ để giá trị tối ưu nhé, chúng ta sẽ không không trừ biên, chúng ta sẽ set nó về không Rồi, cái phần ở line này thì nó giống như là cách là chúng ta bố trí các tấm pin, chẳng hạn như đây mình căn lề trái nhé. Đó, thì nó sẽ lấy lề trái nó bắt đầu bố trí qua. Cái này là căn giữa này. Cái này là căn đều hai bên này sẽ là phương án chúng ta thường sử dụng nhất mà cái này căn lề phải rồi ok thì um, sau khi bạn bố trí những cái tấm pin này xong rồi thì chúng ta sẽ tới cái bước tiếp theo đó là xác định vật thể gây độ bóng à, thì cách đó là bạn vào phần kiếp ao nhé sau đó chúng ta sẽ nhấn vào đây để bạn ẩn cái dàn pin đi và chúng ta dựa vào cái hình chụp này để bạn đánh dấu khu vực hoặc là vật thể mà nó sẽ gây che bóng lên cái máy lắp đặt à. như nãy mình ví dụ thì đây là à, đây là cái máy tôn thôi nhưng mà mình đang ví dụ nó là máy bê tông nhé và chúng ta ví dụ ở đây có một cái tung có một cái phần máy như vậy nó nhô lên và nó sẽ gây đầu bóng vào xung quanh rồi thì khi bạn thấy con chuột này Bạn thấy cái chấm xanh Chúng ta sẽ bắt đầu vẽ một cái khoảng bao xung quanh cái phần này Bằng cách này Rồi bạn chọn điểm đầu này. Rồi chúng ta sẽ nhấp tiếp Đó chúng ta sẽ nhấp tiếp này Rồi chúng ta nhấp ở đây Chúng ta quay lại đây Bạn thấy xanh hết rồi ạ Bạn nhấn một cái nữa Đó nó sẽ ok Rồi thì lúc này nó sẽ có hai thông số để bạn xếp cho thằng này. Thứ nhất đó là cao độ. À, chẳng hạn như ở đây cái tung này, chẳng hạn như nó sẽ cao lên là một không à, cho năm mét nhé rồi cái thứ hai đó là set bắt. Set bắt này là sao? là trong trường hợp các mái bê tông á mà trên những tòa nhà cao, thì à, họ thường đặt các cái hệ thống chiêu lơ. Chiêu lơ thì có một đặc điểm là nó sẽ có những cái cái phần xung quanh là cái bộ phận thông gió của nó nó sẽ thoát hơi nóng ra đó thì khi mà bạn vẽ bạn đánh dấu khu vực chiller lơ thì khi bạn sử dụng setback bắt ở đây là bạn đánh dấu những cái khu xung quanh cái vùng xung quanh đó mà tấm pin không nên lắp đặt bởi vì cái lượng không khí nóng từ chiller lơ thoát ra nó sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất tấm pin là một À, cái thứ hai đó là tuổi thọ của tấm pin sẽ bị giảm xuống à, ok ha ví dụ đây chúng ta xếp nó là hai chẳng hạn à, mình ví dụ như đây là một cái chiêu lơ luôn nhá à, mình sẽ cắt các tấm pin ra khỏi chiêu lơ này 2 mét để đảm bảo các tấm pin nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ của chiêu lơ ok khi bạn vẽ cái này xong rồi chúng ta sẽ nhấn lại cái này trước khi nhấn thì bạn giữ ship bạn giữ ship và bạn xoay này bạn thấy này đó. đây là vật cao là 0.5 m và nó được uh, nó được tính từ cái máy đi lên rồi chẳng hạn như đây dàn chiêu lơ chúng ta sẽ cho nó cao hơn một chút nha ví dụ đây nó sẽ là khoảng 2 m đi rồi chúng ta nhấn lại recenter view này bạn nhấn vào cái nút này đó bạn thấy không Lúc này Helioscope nó tự động Nó tự động nhận diện Cái khu vực mà bạn thông báo Là có vật thể đồ bóng Cũng như cái đường bao Mà bạn quy định Và nó sẽ bỏ hết những tấm pin nằm trong khu vực đó ra đó, Bạn thấy không? Rất là hay Một tính năng rất là hay của Helioscope Được ok Thì uh, Tiếp theo Chúng ta sẽ vào mục Advanced bạn vào xây định để bắt đầu tính toán cái ảnh hưởng của độ bóng do cái 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 phần chiêu lơ đặt trên máy này chúng ta nhấn calculate shading này rồi ok thì bạn thấy ở đây là ảnh hưởng của độ bóng do cái chiêu lơ dạng chiêu lơ này nó đang là ba phần trăm ok không ạ thì bây giờ bạn thấy ở đây nó có một cái thanh Nếu mà bạn giảm xuống á Thì bạn sẽ thấy này Xây lót nó sẽ giảm này Đồng thời là bạn thấy trên cái Đó bạn thấy không Nó sẽ bắt đầu đánh dấu các cái tấm pin Bị ảnh hưởng bởi độ bóng Mà nếu bạn bỏ các tấm nó ra Thì bạn sẽ nhận được à, Bạn sẽ giảm cái ảnh hưởng của độ bóng xuống à, Ví dụ đây nha Ví dụ đây 3% là bạn để nguyên à, bạn bỏ hết những cái tấm pin này ra thì nó sẽ giảm được 0.5% là còn 2.5. Và tương tự khi chúng ta càng giảm cái này thì nó sẽ đánh dấu những cái khu vực mà chúng ta cần bỏ tấm pin đi để đạt được cái mức tổn hao theo yêu cầu của bạn. Bạn có thể để nguyên hoặc bạn có thể giới hạn nó ở một cái mức nào đó. Rất là nhanh. Và khi mà À, bạn chọn cái giá trị phù hợp rồi ấy. bạn nhấn đây remove này nó sẽ tự bỏ các tấm pin mà phần mềm nó đã tính toán ra luôn rất là tiện bạn không cần phải bỏ thủ công nhé rồi trong trường hợp này ví dụ mình sẽ để nguyên nha ok thì sau khi mà chúng ta xác định được cái phần đồ bóng này rồi chúng ta sẽ vào mục là electrical rồi thì bạn thấy lúc này này trên đây nó hiện lên rất là nhiều cái đường thì cái đường đó nó là các cái string. Nó là các cái string. Rồi, thì chúng ta sẽ chọn cái dòng inverter nhé. Ví dụ đây bạn chọn là con Sunrow nha. Sunrow này. SG này. 110. Rồi, chúng ta sẽ chúng ta sẽ tím thủ công nhé. Đây. các thấy đây là cái tổng công suất dàn pin này nó là 165. Thì ví dụ đây chúng ta chọn con à hai con 80 nhé Sẽ chọn là hai con 80. Đây chúng ta có dòng là 100 này. SG Rồi, 60 6 đây 8. Rồi 80 kW nhé. Chúng ta sẽ chọn cái này. Rồi. Thì sau khi mà bạn chọn xong á, nó sẽ đếm được cái số inverter chúng ta cần là hai con. Bạn thấy không ạ? Rồi chúng ta quay qua cái phần DC này. À, sau đó bạn à, bạn nhấn vào cái set cái set này. đây chúng ta nhấn vào đây nha. Bạn sẽ set manually thì bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có à, những cái thông số như sau này. Thứ nhất đó là VMP của từng tấm pin. VOC. Đó, và chúng ta có cái dãy MPPT của inverter thì bây giờ nè chúng ta sẽ định hình tức là cái cái khoảng số lượng tấm pin trên một string để cho Helioscope nó sẽ biết và nó bắt đầu tự động tự động tính các cái string ra rồi ví dụ đây nhá đầu tiên là bạn nhấp vào đây thì chúng ta sẽ để ý tới cái thông số nhỏ nhất này là 200V à, và chúng ta sẽ bắt đầu nhập số lượng tấm pin chẳng hạn như ở đây mình nhập là 8 tấm nhé thì bạn thấy này điện áp lúc này là 334 à, nó đã vượt cái ngưỡng 200 rồi như vậy là ok rồi tiếp theo chúng ta sẽ xét cái thông số phía trên ở đây chúng ta xem cái ngưỡng 1000 V nhé. Thì bạn thấy là 37 V trên một tấm. À chúng ta sẽ tầm tầm khoảng là ví dụ 30 tấm đi. 30 tấm là quá cao rồi. Bạn sẽ ờ à, lấy khoảng là 25 tấm chẳng hạn. Quá cao đúng không? 20 tấm thôi. Rồi, nó sẽ là 835. Như vậy thì um, chúng ta báo cho eloscope là cái string nó sẽ có số lượng tấm pin chạy từ 8 đến 20. và lúc này Helioscope nó tự động à, nó sẽ ra sát cái số lượng tấm pin để nó đưa ra cái string dự kiến cho bạn này bạn thấy này cái này là cuối string cái này là đầu string thì nó sẽ có một cái cái đầu mút như vậy à, nó sẽ bắt đầu chạy chạy như vậy và đây là cái điểm mà sẽ chạy về tờ đó là một string nó tương tự như ở đây cũng là một string này đó đường chéo là một string này và đường các các string này thì nó sẽ tạo theo gọi là auto à, nó là auto nên à, bạn sẽ xem nếu mà nó phù hợp với cái phần bạn thi công thì bạn có thể để ấy. hoặc là chúng ta sẽ chọn manual lại tức là bạn vẽ trên kết và chúng ta quy định string nào á nó sẽ kết nối vào đâu còn đây là cách mà helioscope họ đang hỗ trợ chúng ta chúng ta tính, à, tính spin nhanh còn trong trường hợp mà bạn muốn sử dụng à, bạn có thể xét giá trị này lên cao hơn này ví dụ như bạn lên 14 tấm nhé nó thì nó sẽ tự điều chỉnh lại 14 16 tấm Đó, thì bạn thấy các spin này nó sẽ thay đổi nó sẽ bố trí lại trong cái trong cái giới hạn này à, tại vì à, có khi cái dự án của bạn thì số tấm pin nó lẻ nếu mà bạn cứ khăng khăng chẳng hạn như ở đây chúng ta chọn 20 20 đến 20 tức là nó chỉ dùng xuyên 20 tấm á, thì nó sẽ bị một là dư hai là thiếu số lượng tấm pin à, nên chúng ta khai báo cho Helioscope một cái khoảng như vậy để nó có thể căn chỉnh và nó đưa ra số lượng stream cũng như là lượng tấm pin như một stream để có thể thỏa mãn được tổng số lượng tấm pin mà bạn lắp đặt. Hiểu ý không ạ? Đó đó là cái cách mà Helioscope giúp chúng ta. Thì sau khi cái phần này xong rồi, bạn thấy trên phần mềm nó sẽ hiện lên hai cái cục này. Đó là vị trí Dark Inverter. Bạn có thể di chuyển nó nhé. Đó. Thì khi bạn di chuyển, bạn sẽ thấy là các cái phần này nó sẽ có sự thay đổi này. Đó, bạn thấy không? Đó. Ví dụ bạn di chuyển đến đây, bạn thấy là cái đường này nó sẽ kéo lên. À rồi hoặc là bạn di chuyển này xuống đó, đó là vị trí chúng ta đặt inverter nhé chẳng hạn như bây giờ à, chúng ta cũng đặt nó ở vị trí uh, này đi nhé. rồi ví dụ như vậy ok sau đó thì bạn nhấn vào mục ac này à, khi nhấn vào mục ac bạn nhấn vào ac configuration thì lập tức bạn thấy hiện lên một cái điểm chấm như vậy à, và điểm này nó biểu hiện cho cái điểm mà bạn dự kiến hòa lưới à, chúng ta ví dụ nhé ví dụ như điểm hòa lưới nó nằm ở đây nha thì bạn sẽ nhấn bạn rê nó vào đây đó và cái đường này cái đường mà nối từ hai cái này tới cái điểm này á nó chính là đường EAC đó và ở đây bạn thấy này khi bạn nhấn vào nó cho chọn các cái um, tiết diện dây khác nhau và đồng thời nó báo cho bạn biết là tổn heo khi mà bạn chọn cái dây đó là bao nhiêu luôn Rồi chẳng hạn đây mình chọn dây là 16 nhé Thì tổn hao nó sẽ là 0.6% Rồi ok Như vậy là chúng ta đã xét xong các thông số này Thì sau khi xét xong rồi bạn vào SLD Tức là um, sơ đồ đơn tuyến này Rồi bạn sẽ thấy Ở đây thì có một số trường hợp là nó sẽ bị uh, nó sẽ bị uh, giật qua đây bạn kéo không có được bạn không kéo cái sơ đồ này ra giữa được thì chúng ta tiến hành như sau là bạn refresh lại cái trang này à, chúng ta refresh lại rồi ok bạn vào lại sld này đó bạn thấy nó sẽ hiện lên đầy đủ ở đây nè nó phân cho chúng ta là chúng ta có 4 string mỗi string 20 mươi tấm và 6 string mỗi string 18 tấm bạn thấy không ạ bạn không cần mất thời gian để tính bao nhiêu bao nhiêu tấm pin trên string chia mà helioscope nó sẽ tính sẵn cho bạn luôn đó rất là nhanh là nó nó tính cho bạn và chỗ này là có những thiết bị đóng cắt này rồi inverter này đó dây hòa lưới bao nhiêu chúng ta khai báo này. phía dưới là có thông số kỹ thuật của tấm pin của inverter rồi của dây dẫn Ok. Với cái phần dây DC ấy, bạn vào mục DC, bạn chọn lại cái dây à, cái dây ở đây. Nên nhá, bạn nhấn vào show theo này. Thì bạn vào quần string này, bạn chọn lại dây 4 chấm. Là dây đi giữa các cái à, các cái string này. Nó sẽ là dây 4 chấm. Rồi ok. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái việc mà cấu hình hệ thống này và chọn inverter cũng như là xét các thông số dây dẫn ok không ạ rồi tiếp theo thì bạn sẽ vào cái phần c này chúng ta lưu lại rồi bạn trở lại nha ở đây nó đang báo lỗi và có thể là do mạng của mình đang bị chập chờn chúng ta sẽ nhấn xây lại thêm một lần nữa này rồi như vậy là ok chúng ta đã lưu lại dự án thành công và tiếp theo này bạn sẽ vào mục à, vào mục này vào mục report này và à, ở đây ở đây nó nói là chúng ta đang cần hoàn thiện cái thiết kế này nữa và chúng ta sẽ vào xem mà nó còn cái gì chúng ta cần thiết kế nhé rồi ở đây chúng ta vào phần segment một này rồi bạn mình sẽ vào phần điện này đó ok chúng ta sẽ kiểm tra lại các cái tấm pin coi tấm pin nào nó còn chưa được set không nhá rồi ở đây giả sử chúng ta vẫn để hai kilovolt đây đây là điểm hoa lưới thì um, sau khi chọn xong bây giờ mình sẽ tự xây dự án lại này rồi như vậy đã xây được là có thể này do lỗi là mình chưa có lưu là dự án được á thì sau khi lưu xong bạn vào một report này À, bạn nhấn vào simulate tức là nó bắt đầu chạy cái mô phỏng sản lượng và tính toán tổn hao hệ thống nó giống y như trên pv hoặc là PVSOI. thì sau khi tính toán xong bạn nhấn vào cái nút energy này à, và bạn nhấn vào cái nút này thì nó sẽ nhảy ra một cái bảng báo cáo cho bạn à, bạn thấy không ạ chúng ta có địa điểm này chúng ta có biểu đồ sản lượng biểu đồ tổn hao um, cái tồn hao theo bảng tính này, rồi điều kiện thời tiết này, đó và công suất inverter, số lượng string vân 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 rất nhiều thứ và cái quan trọng là nó sẽ xuất cho bạn cái hình layout mà chúng ta đã thiết kế hồi nãy, à, bao gồm cái tấm pin này, vật thể chế bóng, à, vị trí đặt inverter, địa điểm hoa lưới. rồi thì bạn có thể lưu cái bản này thành file PDF bằng cách bạn nhấp vào đây nhé thì khi mà tạo file PDF xong nó sẽ tự động nó download xuống cho bạn đó nó sẽ tự động nó chạy tiến trình tải cái file PDF này xuống ok và chúng ta có thể nhấp vào để xem chi tiết rồi ok bạn nhé đó đó là một cái đầu tiên rồi cái tiếp theo này bạn có thể xuất được cái bảng thông tin là định dạng file PDF hoặc là định dạng file CSV này ở đây. Rồi, ngoài bảng report này bạn còn có những cái khác như sau là vào thẻ design, bạn vào mục export này. Thì chúng ta có thể xuất được single line diagram. Nó sẽ xuất ra bảng kết cho bạn. À, cái thứ hai đó là kết, thì nó sẽ xuất ra một cái bảng định dạng DSF là bạn có thể mở lại bằng AutoCAD Thì nó sẽ nó sẽ là cái mô hình 3D tại khu vực đó và cái thứ ba đó là layout in may, đó chính là cái hình này. À, chính là cái hình mà bạn thấy trên report đó. đó. bây giờ chẳng hạn mình xuất cái layout in may nhá. Còn hai phần này thì bạn đó, đó bạn thấy đây là layout in may. Đó, nó xuất ra cho bạn, thì bạn có thể thêm vào ở trong những cái báo cáo làm trên Word chẳng hạn hoặc là bạn đưa cho khách hàng xem trực tiếp. Đổ ok, còn hai cái phần single line diagram thì bạn có thể xuất ra, sau đó bạn nhúng vào cái khung thiết kế của công ty mình và sau đó xuất uh, in bằng vẽ ra hoặc gửi cho khách hàng. Còn bản kết này thì nó sẽ hiện lên uh, cái mô hình mà chúng ta vẽ các dạng khối đấy và nó có cái tấm pin bố trí trên đó dưới dạng môn 3 d để bạn có thể xuất ra bạn nhúng vào trong cái khung bạn xuất ra theo những cái góc độ mà bạn mong muốn ok như vậy là cái à, hệ thống demo mà mình làm trên Heloscope. à, đó nó sẽ là những quy trình như vậy chúng ta tạo địa điểm rồi chúng ta sẽ à, bố trí tấm pin bạn quy định các cái thông số như là góc nghiêng này, rồi cái hướng xoay và các vật thể che bóng trên cái thiết kế của chúng ta. Rồi bạn phân tích độ bóng, sau đó bạn chọn inverter, rồi quy định về dây dẫn, à, quy định về dây dẫn ac, dây dẫn dc, khu vực đặt inverter, rồi và các cái um, cấu hình, các cái string của hệ thống nó sẽ như thế nào và cuối cùng là chúng ta xuất ra bảng báo cáo sản lượng kèm theo các cái bảng ví dụ như là sơ đồ đường tuyến này hoặc là hình ảnh leo thì một chút ý kiến cá nhân tức là nếu mà so sánh với PVC thì mình thấy có một điểm là helioscope nó nó mạnh về phần tính toán đầu bóng đó là nó sẽ giúp cho bạn à, nó sẽ giúp cho bạn à, xác định được cái phần đồ bóng này và loại những cái tấm pin xung quanh khu vực đồ bóng nó nhanh hơn so với PPC đó à, là cái thứ nhất mình thấy à, còn có một cái nhược điểm so với PPC đó à, đó là cái phần mềm này thì nó dựa hầu hết là trên cái mô hình à, 3D này thì đối với những khu vực của chúng ta tại Việt Nam á, thì bạn thấy cái ảnh 3D, cái ảnh mô hình mà trên trên Google Maps nó sẽ mờ hơn rất nhiều so với các khu vực ở Châu Âu và nước ngoài. À đó là một cái một cái khuyết nhỏ mà mình cảm nhận trên phần mềm này. Ví dụ như khi các bạn xem những cái tòa nhà tại khu vực thành phố lớn thì không sao nhưng tại những khu vực thôn quê thì cái chất lượng hình ảnh ở trên đây nó sẽ rất là thấp và đôi khi thậm chí bạn không nhìn thấy cái nhà đó ở đâu mà để bạn vẽ nữa cái thứ hai là nó bị lật góc như vậy thì cái diện tích mà chúng ta thiết kế trên phần mềm này á, nó sẽ có sự xê dịch so với thực tế nó và bạn phải xác định lại để xem thực sự là nó có phù hợp với cái này hay không còn đa số thì Helioscope nó sẽ tập trung vào trải nghiệm người dùng. Đó là một trong những cái um, cái tính năng của Helioscope. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. À, các bạn thấy như thế nào về phần mềm này so sánh với những phần mềm như PVsyst và PVSoy thì bạn cảm thấy như thế nào? Liệu bạn sẽ dùng Helioscope cho những dự án thiết kế trong tương lai? Chúng ta hãy cùng chia sẻ dưới phần comment của video này nhé và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những uh, buổi video tiếp theo trên Zola 24 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại.